ba ngày dân nữa, ba ngày dân, ba ngày dân, ba ngày dân. Rất là phồng phồng phồng. Cây sung kia có khi cũng làm được anh nhỉ bác nhỉ? Cây sung kìa. Sung làm mà ai nếu mà cây nó hơi thẳng, cây nếu mà nào cắt. À. Cái này thì nó não mai sinh quý tử. Hai nghệ nhân đang đang đục một ông não mai. Đang xử lý ăn nhau ở cái bệ đấy nhỉ. Làm ít cây chơi nó sướng đời. Đục đẽo chơi có cây mà phải đi tội gì mà phải đi mua, mình có cây mình xài. Kia còn cây nữa kìa bác, có đánh không? Cây to kia mang đi cả nào? Đang con á, đang là cũng đánh. Vâng. Nhưng mà cái loại đấy cắt ngắn xuống rồi. Vâng, ngắn, nó thù hết ra trên rồi. Các loại thế. Để nó uống nước ạ. À, nhà bác, các bác chơi cái quạt này hay đấy nhỉ? Vâng, à, cái này là quạt tự chế. Vâng, tự nó chế. Nó là của cái củ bơm nhưng mà tốc độ của nó là một 125W. Ai giời, được chơi như giờ. Thế đây lấy ngọn này nào. Đấy, đang lên ngọn này rồi, đang lấy ngọn này. Mà... luôn thì... Nhưng không, nếu mà chúng còn là khoảng như vậy thì tôi thấy chẳng lẽ cây lên là cái gì. Điều, sao mẹ, cứ cắt gì. Cắt luôn. Lấy ngọn dưới nữa đấy. Ờ, đấy được. Đấy ơi. Vết phẫu thuật, phẫu thuật cho mình.